Dạ Vườn Mai Trái Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em có một cái loại mai đại lộc đây cả nhà. Thì phải nói là cái đại lộc bên vườn mai nhà em phải nói là rất là đẹp luôn. Thì toàn là chọn những cái giống đẹp không cả nhà, những cái rễ đẹp nè, rồi chọn những cái hàng đôn nè. Nói chung là em có hai loại, một loại 100 và một loại 103. Thì một loại 100 này nó được một mùa mấy cả nhà, nó liền cốt được tầm khoảng 60-70%, rễ xử lý thì cũng rất là đẹp luôn. Và một cái loại 130.000 thì nó liền cốt 100% thì nó gần 3 mùa ha. Thì bây giờ chúng ta hãy xem trước cái loại 100.000 nha cả nhà. Đây, loại 100.000 bên vườn mai của nhà em đây cả nhà. Đó, đây là mai đại lộc nha, liền cốt nè cả nhà, liền cốt tầm khoảng 60-70%. Rễ thì lô này xử lý rễ cũng rất là đẹp luôn, rễ quái nè. Đó, rồi rễ thú nè. Đó cả nhà nhìn nè. Rễ rất là đẹp luôn nha. Đó cả nhà nhìn ha. Đó, đây. Rễ rất là đẹp. Thì đó là hàng đôn, nó đang chuẩn bị ra thêm một cái cơi nữa cả nhà. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 20 cho đến 30 ha. Thì tùy thích, có 20 thì nhánh nó nhiều, còn 30 thì nó cao hơn, nhánh thì nó không có bằng ha. Cho nên là khách thích loại nào thì cứ nói bên vườn mai nhà em lựa nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rễ lô này thì rất là đẹp luôn. Đó, cây thì rất là sung. Đang chuẩn bị ra thêm một cơi đợt nữa cho nên cả nhà yên tâm nha. Đó, đây ha, cây rất là đẹp luôn. Rễ nè, bộ rễ nè, nó nụ cục không à, rất là đẹp nha. Rồi rễ quái nữa nè cả nhà. Đó ha. Rồi, giá là 100.000 một cây, 4 cây em bao ship, 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây là hàng đại lộc nha cả nhà. Đại lộc liền cốt này là một mùa mấy nha, một mùa mấy ha. Đó, đây thì giá là 100.000, 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Rồi, bên đây bên hàng Thọ Hương thì họ Thọ Hương này em cũng có được khoảng 100 cây thôi cả nhà. 100 cây thôi ha. Thọ Hương này thì cành nhánh rất là đẹp luôn nè. Nó vô dây chỉnh sửa hết. Loại này em bán giá là 100.000 một cây nha. Đó, 4 cây em cũng bao ship, 10 cây em tặng một nè. Cả nhà nhìn thấy cây rất là đẹp luôn nha. À, lâu lâu mới có lô Thọ Hương cực kỳ đẹp như thế này nha cả nhà. Đó, giá thì rất là rẻ luôn. Cái này thì ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Bởi vì số lượng của em chắc khoảng 100 cây hơn thôi ha. Đây chính là lô cúc Thọ Hương. Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng em đi ra ngoài đây xem cái lô đại lộc. Đại lộc liền cốt 3 mùa ha. Lúc nãy thì chúng ta xem cái loại một mùa mấy cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái loại liền cốt 3 mùa. À, chịu khó thêm bước chân em xíu nha cả nhà. Để nó hơi xa, cái giường nó hơi rộng á. Rồi, tới rồi ha. Thì lô này em thấy cái bộ rễ nó cũng rất là đẹp cả nhà. Rễ phải nói là cực kỳ đẹp luôn, hoa rất là to luôn. Bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem hoa trước nha. Đó, đây cả nhà, đây chính là hoa đại lộc. Đại lộc thì hoa rất là bự ha. Rồi, cây nha, cây. À, cả nhà nhìn nha, rễ nè, lô này rễ rất là đẹp. Và cái cốt của nó thì mập hơn cái loại trước nhiều ha. Nó liền cốt 100% nha, liền cốt 100% nha cả nhà. Rễ thì rễ thú, rễ này đủ kiểu hết. Thì chiều cao nó thì lô này nó cũng tầm vậy thôi, nó từ 25 cho đến 30-35 luôn ha. Đó, đây đó cả nhà nhìn nha. Cái lô này thì cái cốt nó to hơn cái lô kia. Rễ thì nó đa số là nơm với thú với rễ quái. Ồ, để với nó ăn rễ luôn á cả nhà, ăn rễ xuống luôn cả nhà nhìn nè, không có thời gian làm cỏ luôn ha. Đó, đây lô này rễ rất là đẹp, củ nở đế thú đủ kiểu ha, cũng từ 25 cho đến 30 nha. Hàng cũng là hàng đôn luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp nha. Thì giá là 130, 4 cây thì em cũng bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, rồi ai thích lô đại lộc nào, cây nào thì hãy alo bên vườn mai của Trái Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.